nhám hiểm chúng hạ thủ bằng tim độc tu trôi trăng trưa
mỹ với bao sàng. Soi dòng ngã năm cho tôi nhắn câu tình thâm, hay về Trà Vinh Vĩnh Long, về Kiên Giang đến Bạc Liêu Cà Mau, bao con đường miền Tây in dấu chân hình dáng ông sớm hôm đêm ngày. Khi băng rừng lúc qua đồng bưng mong nước non thanh bình ấm no tự do. Ngày ấy ông đi xa trên tay người đồng chí, tâm trí mê man sốt cao bất tỉnh, để lại tấm gương nghị lực phi thường. Gan dạ kiên trung bất khuất kiên cường, đạp mọi trở ngại hiểm nguy vững bước trên con đường cách mạng, thu phục lòng người trong nghịch cảnh vẫn bình an. Khắp xóm cùng làng khen ông giỏi hiền ngoan, hiếu học thông minh nhanh nhạy hơn người, thông thạo am tường khắp các tỉnh miền Tây, lập chi bộ đầu tiên tại Mỹ với anh hùng. Lẫn tự hào chưa xa trường mà giả bỗng nao